ma có thực sự tồn tại? Đây là một trong những câu hỏi bí ẩn gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử loài người. Nhiều người tin ma là linh hồn của những người chết vì lý do nào đó đã lạc lối khi đang trên đường sang thế giới bên kia. Họ cho rằng những người thân yêu đã qua đời vẫn luôn dõi theo hoặc bên cạnh mình trong những thời điểm nguy nan. Vậy ma là hữu hình hay vô hình? Đón xem Chung Cư Ma Quái phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày từ ngày 6 tháng 4 trên TV Star SCTV 11.